Hello, xin chào quý chị đầu tư. Chào mừng mọi người đến kênh của Club RTB. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn thị trường phiên dịch ngày mai là ngày thứ sáu và cũng như uh, những những biến hôm nay em đã thấy là những cái phiên test cung rất là thành công của thị trường chung. Mặc dù uh, uh, hôm nay là cổ phiếu bất động sản này, chính là sale hàng về ha và lượng hấp tụ cung rất là tốt và như là uh, khoản đang gia tăng đột biến lên hơn 1.000 tỷ. Thì đó em đã thấy là đây chúng ta chúng ta bước vào nhịp tăng số 2 rồi. Đó, trong giai đoạn này mọi người thấy không? Cứ mua là thắng, mua là thắng. Đó, trong trong khi cái thời gian đau trên mua hàng về là bắt đầu thấy lỗ rất là nặng ha. thậm chí là như lúc là lỗ tới 15 20 thì đó những cái nhịp gọi là rơi nước rút về thị trường chung mà trong bối cảnh hiện nay thị trường chung đã gần rất được cái giảm và đang bật tăng lên khá tốt thì trong bối cảnh này chúng ta thấy là thị trường đang bước vào một cái nhịp đóng hồi rất là mạnh luôn và gần như những chị đầu tư mà đang cầm tiền á có thể đã rất là sốt ruột và nếu chị không gia tăng nhanh hoặc là mua trong giai đoạn này thì mọi người thấy là uh, mua lúc mà thị trường hưng phấn thì khả năng rất sáng rất cao thị trường sẽ điều chỉnh một nhịp nữa thì mọi người sẽ tiếp tục và thua lỗ à nên là nghĩ là chúng ta tiếp tục nói hàng và chờ thị trường bùng nổ chúng ta bán dần hoặc là cơ cấu khoản hợp lý trong cái này nha chúng ta dường đang tiền cần đến cái vùng kháng cự tiếp theo là một điểm như đã nói à, hoặc là 1170 điểm một điểm hoặc cao hơn còn trong nhà hạn chúng ta thấy hoàn toàn có lên được một điểm ha đó thì à, xin chúc mừng anh chị những nhà tư là cầm hàng hoặc là đang trên mình giá rồi thì à, em đặt dưới 1 nghìn dưới 100 á ta mua rất nhiều mã phiếu như là nhóm chứng khoán này nhóm bất động sản nè và như là tiếp theo là cái nhóm dầu khí nhóm công nghiệp á trong lúc thị trường hoảng loạn một lắc ở nhịp là khoảng ngày 1 tháng 11 hoặc là ngày 31 tháng 10 ha tức thị trường là quanh quanh 1050 điểm đến 1025 điểm mà đó trong những cái vùng như thế là mua gom rất là mạnh 150 điểm làm đẹp cho người mua gom bắt rất là nhiều rồi thậm chí anh chị nào thích chơi cũng chơi được luôn chúng ta tập trung những thứ cơ bản tốt hơn đó và đang rơi rất là mạnh như nhóm dầu khí như BBD mua vùng giá khoảng 20 dưới 24 mà đó AGR nè rồi hoặc là chúng ta có thể mua KBC hiện nay thì những mã phiếu đó thì nó đang chứng là tăng rồi hiện nay chúng ta thấy thị trường bước vào một cái nhịp và tăng đầu cơ nước rút với lại hai nhóm phiếu này thấy rất là tiềm năng chính là nhóm bất động sản ngày hôm nay điển hình là mã phiếu sale là Novaland phát đạt phát hiệu vượt đỉnh luôn rồi đó thì HDC cũng khá tốt em đặt ra, ra ra một video rất là chi tiết cho mọi người về mặt phiếu DG mặt phiếu sale như là mặt phiếu HDC mọi người thấy coi lại trong cái uh, kênh stream Cu Club của NTV rồi cảm ơn mọi người đó thì chúng ta có, ngoài ra chúng ta có AGR vẫn tiếp tục gồng lại ha ngoài BAD vẫn cho mọi người mua rất là lâu rồi rồi đây là điểm mua này mình thấy BAD không ta mua những cái nhịp uh, từ cái vùng khoảng 19 đến 19.5 19.6 19 à, đây ha đã mua rất là nhiều ở đây rồi và chúng ta và một sáu này chúng ta chờ cái nhịp mua gia tăng đó về gia tăng vượt cái vùng khoảng 20 21 ngày hôm nay cũng đang tìm gần 21 rồi nếu ngày mai vượt chúng ta sẽ mua gia tăng được nếu chị nào mà nắm cho mình giá thì mẹ tích cũng rất tốt nè đó lực cung rất là cạn kiệt và như là lực cầu vào cái là phiếu tăng lên rất là mạnh luôn và quay mua giao găm này chúng ta hoàn toàn tin tưởng cổ phiếu VND này tăng như trung hạn lên 23 đó mai là vượt 21 là mua luôn gia tăng cũng được chúng ta đã mua một thăm dò rất là nhiều lần quanh giá 19.4, 19.6 rồi. Đó. Và có AGR là mua rất là tốt ngay cái phiên này. Đó là khoảng 12. 12.5 ha. À, oh, sorry mọi người phiên này, phiên ngày 1 tháng 11. Đó, ngay cái phiên mà rút chân mạnh là buổi chiều khoảng 2 giờ chúng ta đã cho mua 12.5, 12.4. Và này target chúng ta tiếp tục nâng lên. À, 16 rồi nha, target chúng ta là 16 rồi, 15.5 nữa, nâng lên 16 rồi. Khá là tốt ha. Đó, target là 16 rồi. Ngày này là vùng trần lại chúng ta là mùng 15 anh đã rất là hay khi mà hôm nay liên tục rung lắc mà không tổng mất năm này khá ok thì chúng ta tiếp tục chờ đợi cái vùng tiếp theo là vùng kháng cự 16 của cổ phiếu AGR này trong ngắn hàng nếu mà vùng sáu tốt thì chúng ta có thể tiếp tục gia tăng à, hoặc là bán chút lợi phần chung trong dài hạn có thể lên test lại cái vùng đỉnh cũ anh giá 18 thôi nha rất là kỳ vọng luôn rồi hôm nay chúng ta thấy xe hôm nay hàng về nó tăng rất là tốt là thanh khoản mà nói là 46 triệu cổ phiếu tương với giá trị là khoảng hơn 1.000 tỷ lần đúng không nó gấp nó gần khoảng 10 phần so với còn uh, thị trường rồi nó rất là cao ha mọi người cầu vào vẫn đáy rất là tốt đây Và hấp thụ lợi lương cung 245 triệu phiếu hôm nay hàng về ha rồi mọi người nhìn xem một số mã phiếu khác như là DIG tăng rất là tốt rồi, hôm nay có một phiên tăng 5 phần rút chân lên mà trong phiên thì mình thấy là những nhóm công sản này buổi sáng tia chiều lung lắc uh, đèn những mấy chỗ khác để làm chỉ số uh. đó trong khi đó hàng sinh ở cung cùng cái cầu khoảng rất là thấp luôn trong ngày hôm nay chúng ta là lực cùng khi mà test về không có nhiều à, biên đất lúa chạm về 1115 điểm gì đó thì đó phải nói là rất là ok lại không có lực bán tháo đây hết rồi chúng ta có mã phiếu khác là uh, DG đất xanh đất xanh cũng có phiên kéo lên rất thuyết phục ha. rồi BDR này. là thậm chí hôm nay còn vượt đỉnh luôn đó rất là tốt những nhóm mà đến đời này là chấm cái bông sản nha giống như khoản cũng khá là ok đó chúng ta có thể tiếp tục gồng lại nhưng một xíu bạn anh chị nào đang mua như sss rồi uh, AGR nè thậm chí BSI. BSI đang có những người tích cung vượt đỉnh luôn ha đó tăng rất là tốt luôn thị trường xấu thì làm gì có nhiều mã phiếu nó tìm cầu một đỉnh vượt đỉnh như vậy ha rồi chúng ta đi qua thử nhóm thép rồi nhưng mà họ phát này tích cung là khả năng nó sẽ có nhiều nhịp tăng lên tiếp theo ha đó nam kim hoa sen Em cũng tích cung chung thị trường em thấy con mã này không đẹp ha. Khả năng thị trường mai sẽ có nhiều bùng nổ lên phô mô kéo tiếp ha. Đó. Rồi. Rồi chúng ta tổng kết một thị trường xíu qua cái phần mềm PDF uh, em này đã tổng hợp ở đây rồi, mọi gửi trong cái room cho chị nào từ không có thời gian xem có thể là nhìn đây có thể để nhìn rất là nhanh diễn biến chính của thị trường ha. hôm nay phát xanh tốt rất là tốt nè 400 mã phiếu tăng nè đó đứng giá là khoảng 800 trăm mã phiếu mã phiếu giảm chỉ có gần 300 trăm mã phiếu thôi đó rất là tốt à, hôm nay là à, 243 trăm mã chiều phiếu chính thức được bổ sung trên sàn hết à. rồi về về hiện trường mẹ tối luôn thì trường chúng ta đang à, tiếp tục học phi tích cực rất là tốt và toàn thị trường luôn nó biến hình là cái đến đóng cửa cao nhất phiên à, trong phiên thì à, rung lắc là diễn biến là vệ sinh này nọ sinh thì lúc nó quét về một nghìn một trăm 20 25 điểm gì đó thì nó bị 30 nó 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 so với cơ sở nói chung thì cuối phiên nó tăng lên lại 3 điểm mà mọi người tăng khá là tốt tăng lên 3.03 điểm và chúng ta đang tiếp tục bật tăng lên cho một cái cự tiếp theo là 1.150 điểm đó. 1450 50 điểm và cao hơn chúng ta tìm cần lên mức là 180 điểm trong trung hạn luôn có thể lên ngày 2 không và sẽ đẹp tiếp tục cắt lên và RSI vẫn tiếp tục ở từ cái vùng trung tính đi lên đó càng ngày càng khá thích. thuyết phục rồi thanh khoản tăng lên tiếp tục bật tăng lên khá tốt này phân cung thì thị trường chung đang lo ngại về vấn đề bản phát sinh cho nên khoảng khoản hơi bị giảm xíu nhưng mà chung vẫn là ok mọi người à, thị trường này cái lượng tiền đứng ngoài nó rất là nhiều chưa kể những cái lượng tiền về đáo hàng do vấn đề về lãi suất rất là thấp trong hệ thống ngân hàng ha. đó những kênh vốn bất động sản chưa thực sự nóng lên cho nên cái lượng tiền đầu tư những gì đầu tư những cái năm gần đây mình nói là rất là khó đầu tư thì sản xuất kinh doanh cũng vậy thì chứng khoán đó, nó làm trong những cái kênh đang hút tiền rất là tốt mà như là cầu đang mọi người thấy không bắt đáy của sale trước nó ăn lên là nhà đầu tư cũng vừa. các room cũng hô hào sale rất là nhiều ha rồi em đạt cũng đã cho một sale lấy thế từ những phiên trước đó rồi hôm nay tiếp tục gia tăng quanh cái giá là khoảng 22 22.3 ha trong phiên buổi sáng thôi đó còn 90 giờ thì rất nhiều chị trong room đã lấy được hàng với sale rồi, rồi mọi người phải chơi một cái room đang để ở dưới màn hình bên phải nha chúng ta quét qua hoặc là liên hệ trực tiếp với em đạt theo số điện thoại 0906 798 chúng ta cùng nhau đồng hành trên thị trường chứng khoán này và chúng ta thấy là đây là một trong những cái nhịp mà siêu kiếm tiền đó, trước khi chúng ta có nhịp tiếp theo ha giờ chưa có hàng thì tiếp tục uh, mua nhưng mà phía em đạt đang nói trong cái buổi livestream ngày hôm nay đó và mọi người muốn thiết kế nhân một có thể liên hệ trực tiếp với em đạt ngay rồi xin chào mọi người hy vọng chúng ta có một cái phiên xanh tốt và tiếp tục bật tăng lên trong trung hạn nha xin chào mọi người